Đối với mình, khán giả của VTV sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp ngày thứ tư 26 tháng 2 năm 2020. San Francisco tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 thưa quý vị ngày hôm qua à, là ngày thứ ba ở à, 25 tháng 2. Bà thị trưởng London Bridge của thành phố San Francisco đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp của thành phố trong lúc dịch bệnh Covid-19 ngày càng lây lan. Mặc dù thành phố này cho đến phút này chưa có bị uh, nhiễm bệnh cả, À, bà phát biểu qua một tuyên bố như sau mặc dù chưa có cư dân nào San Francisco bị nhiễm Covid-19 tình trạng dịch bệnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cần phải gia tăng sự chuẩn bị chúng ta thấy virus này đang lây lan qua các khu vực khác trên thế giới mỗi ngày và chúng ta đang thực hiện các bước chuẩn bị để bảo vệ người dân San Francisco à, tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan địa phương tận dụng phương tiện đẩy mạnh kế hoạch đối phó với tình trạng khẩn cấp điều phối thêm nhân viên hợp tác với các cơ quan khắp thành phố và cho phép các cơ quan này được tiểu bang và liên bang bồi hoàn lại sau này. Ở bác sĩ Rancofac giám đốc sở y tế Công cộng San Francisco nói rằng tình trạng khẩn cấp cho phép quận hạt yêu cầu nhân viên y tế trực thường xuyên ngày đêm cùng với y tá và nhân viên xã hội nó cho phép chúng tôi chuẩn bị chỗ ở tạm cũng như tận dụng các cơ hội khác để đối phó với một tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe người dân nếu xảy ra trường hợp dịch bệnh hoành hành. Đó là ông cô phát cũng nói như thế. Thì uh, cho đến giờ phút này, thưa quý vị, ở Mỹ có tổng cộng 59 trường hợp bị COVID-19, mà riêng California là có 10 người. Mặc dù San Francisco chưa ai bị nhiễm cả, cả 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị ở thành phố này. Tức là thành phố này không có ai bị, nhưng mà họ đang điều trị 3 người bị là của tiểu bang California. Thì uh, bây giờ họ phải đợi, uh, bây giờ cái lệnh khẩn cấp để kéo dài trong 7 ngày. Và hội đồng giám sát San Francisco County sẽ bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 3 tới đây để xem có tiếp tục gia hạn tình trạng này hay không. Trong khi đó thì uh, Covid-19 tiếp tục lây lan qua bên châu Âu, chúng ta biết bên Ý về nhiều lắm, trên 200 trường hợp. Mà sáng nay Thụy Sĩ là báo cáo cho biết là có trường hợp đầu tiên xảy ra ở thành phố Ticino, ở giáp với Ý, phía bắc của Ý. Uh, đây là một người đàn ông 70 tuổi và ông này uh, là trường hợp đầu tiên và các giới chức cho biết rằng uh, ông này bị nhiễm và những người uh, bị nhiễm từ ông này hiện nay cũng đang uh, là người ta đang đi tìm để xem là coi trong uh, có thể cách ly 14, 14 ngày tới cái ông này đó ông năm nay 70 tuổi thì ông lại tiếp xúc bây giờ ông liết viết ghê là ông lại tiếp xúc tổng cộng là 70 người người ta đang đi tìm 70 người đó để người ta cách ly đó thì uh, thưa quý vị uh, hiện nay là tổng cộng cả châu Âu bao gồm cả ý luôn là 280 trường hợp uh, bị bệnh và có 7 người chết và cái này căn bệnh thì bắt đầu là nó bùng nổ từ hôm thứ ba sau khi nó xuất phát từ hai thành phố phía bắc của nước ý đó là lộc bang đi và veneto hai cái thành phố gần thành phố milan ở trung tâm tài chính của nước ý thì đó là tình hình ở bên thụy sĩ cái ca đầu tiên bên áo cũng cho biết ngày hôm thứ ba có hai trường hợp đầu tiên luôn bên áo cũng bắt đầu có trong khi đó thì thưa quý vị những người dân mỹ mà từng ở trên du thuyền diamond princess cặp cảng yokohama vào ngày 3 tháng 2 bên nhật đó thì sau đó được di tản về chúng ta biết là có 14 người bị đúng không 14 người lên máy bay bị thì ngày hôm nay Mỹ cho biết là tổng cộng 42 người bị trong hành 14 tức là ngoài 14 người đó ra bây giờ có thêm một số người người ta uh, phát bệnh nữa đó là tổng cộng 42 người đó là theo cái thông cáo của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ là Alex Aza sáng nay cho biết trong cái buổi điều trần ngày hôm nay ở tại Hạ viện là Hoa Kỳ để mà xin ngân sách cho vụ này thì ông cho biết là 14 trường hợp đó là chúng tôi đã biết được còn bây giờ tổng cộng là cả Vũ Hán và cả Diamond Plaza nữa như vậy đại uh, Diamond Princess lỗi quý vị Thì uh, có tổng cộng là 42 người và như vậy là tổng cộng nước Mỹ là 59 người tất cả Và đây cũng là uh, cái nước mà Bắc Mỹ bị nhiều nhất trong khi đó thì thượng nghị sĩ chất Summer của đảng dân chủ thì bang New York ông này là lãnh tụ khối thiểu số của thượng viện thì đang đề nghị quốc hội Mỹ chi 8.5 tỷ đô la để đối phó với Covid-19 Ờ, ông nói uh, cái đề nghị của ông bao gồm những khoản tiền sau đây Thứ nhất là 1.5 tỷ đô la cho CDC tức là Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật Bao gồm cả cái cơ quan mà ngăn chặn những loại bệnh mà truyền nhiễm Và đồng thời là an ninh về sức khỏe toàn cầu Đó là khoản tiền 1 tỷ rưỡi 3 tỷ đô la là để cho vấn đề um, sức khỏe công cộng Và các dịch vụ uh, xã hội khẩn cấp tức là ở có những trường hợp phải làm những cái nhà cách ly phải chuyên chở những cái này vân 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 thì cái khoản tiền đó nó sẽ có 3 tỷ đô la để chi trả. Rồi 2 tỷ đô la để riêng cho chính phủ của tiểu bang và các địa phương. Ví dụ như trường hợp San Francisco nãy như tôi nói đó, họ thông báo tình trạng khẩn cấp thì họ kêu người ta đi làm thêm và trả thêm tiền thì cái tiền này đó là sẽ có 2 tỷ đô la để trả cho những người này. Tức là bình thường mọi người làm việc 8 tiếng ngày thì bây giờ họ phải làm tăng lên vì cái căn bệnh này thì nó có 2 tỷ để riêng một tỷ đô la cho viện trợ quốc tế với các nước khác mà bị cái căn bệnh này đang đe dọa. Ví dụ như Mỹ không phải là họ chỉ ngăn chặn là Mỹ không. Mà họ ngăn chặn luôn từ xa. Ví dụ như Mexico, Canada mà kế Mỹ mà có họ sẽ dùng cái 1 tỷ đô la này họ viện trợ để mà ngăn chặn. Và cuối cùng 1 tỷ đô la nữa là để nghiên cứu vaccine mà để mà ngăn chặn căn bệnh này. Đó tổng cộng là cái đề nghị 8.5 tỷ đô la. À, con corona này nó không nằm ở đây, không không phải là nó chỉ quậy ở Trung Quốc, ở Nam Hàn, ở Iran và ý bây giờ quậy nhiều nơi chúng ta biết rồi nhưng mà hôm trước thì chỉ quậy những vùng đa số là châu á thấy không rồi châu phi trung đông nhưng mà tới ngày hôm nay thì bắt đầu nó nguy to là nó quậy qua tới nam mỹ thì sáng nay brazil là cái nước đầu tiên ở nam mỹ cho biết là họ có một trường hợp nhiễm bệnh đây là một người đàn ông 61 tuổi ở thành phố sao paulo sau khi ông này đến ý à, và ông bây giờ ông lây tức là bên ý có người bị là ông lây bên ý rồi bây giờ ông đem về brazil như vậy cái điều này cho thấy là con 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 virus corona đang có mặt tại tất cả sáu lục địa trên thế giới chỉ có nam cực bắc cực là nó chưa tới tại đó không có người ở nếu có người ở chắc cũng có người bị đó. thì bây giờ tôi nghĩ là những ai mà muốn tránh chắc lên chỉ nước đến nam cực bắc cực là không bị thôi còn những chỗ khác là đều có thể bị hết thì cái ông mà ông này cái ông bộ trưởng y tế của brazil là henrique K. cho biết là người đàn ông này đến brazil hôm thứ bảy không có biểu hiện gì cả rồi cuối tuần ông chơi với gia đình cũng không sao. Rồi sau đó thì ông mới có biểu hiện và có dấu hiệu bệnh và gia đình đã đưa đến bệnh xá ông thứ hai và giờ phát hiện là ông dương tính. Và ông này đang được để trong bệnh viện và đang theo dõi và bị cách ly. Đó. Một uh, đây là trường hợp thứ hai mà coi như là ô uh, ồ oh, cái, cái 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 test đầu tiên đó thì không thấy gì cả. Đến cái test thứ nhì đó thì bắt đầu mới rõ ràng. Đó. Và như vậy là ông này ông khai là ông đến Ý từ ngày mùng 9 tháng 2 cho đến thứ sáu rồi mới về. Bây giờ người ta đang tìm xem ha, ông này tiếp xúc với những ai. Không những là bên Ý mà có khả thể là bên Brazil luôn là họ sẽ cô lập những cái này bên Ý thì họ không sợ rồi để chính phủ ý do. Nhưng mà họ đang lo <laughs> nếu mà không cô lập ông này và những người ông này gặp thì có lẽ sẽ lây lan ra các nước láng giềng như Argentina, Peru, Um, Colombia, Bolivia, a a đủ thứ a hết đó trong hình đó là corona đó. Thành ra bây giờ ta đang rất là lo ngại. Thì thưa quý vị, đây là cái điều mà cơ quan y tế thế giới đất, gọi tắt là WHO cũng đã cảnh báo, nhất là trong cuối tuần vừa qua họ nói rằng cái cơ hội để ngăn chặn căn bệnh này càng ngày càng hẹp lại. Và bây giờ chúng ta thấy là không những ở bên Trung Quốc, Trung Quốc thì trong những ngày qua nó đã, tương đối là nó giảm đi, tức là gì? bên Trung Quốc vẫn số người chết và số người bị bệnh vẫn có mỗi ngày có mới nhưng mà mức độ có mới nó nhỏ hơn ngày hôm trước tức là Nó giảm đi tức là ngày hôm trước đó là có ví dụ là có trăm người qua ngày hôm sau là là trăm hai qua ngày hôm sau trăm ba trăm tư trăm rưỡi nhưng mà trong những ngày qua tự nhiên đó, cái số người mới bệnh nó giảm xuống còn trăm tư trăm ba trăm hai trăm tức là bây giờ nó giảm xuống Đấy. vẫn có thêm người bị bệnh nhưng cái số thêm đó nó giảm đi là do là Trung Quốc nhưng mà bây giờ các nước khác thì trước đây không có thì bây giờ có thì bây giờ cái số mà có thêm lại tăng ha, ha, ha. ví dụ như nam hàn uh, iran và ý là ba cái nơi mà ta chú ý nhiều nhất là iran bởi vì iran á, họ không có đầy đủ phương tiện y tế và họ đang bị cấm vận mà rồi iran là một cái nước hồi giáo nữa cái luật nó cũng là khắt khe rất là khó khăn trong cái chuyện mà để mà bây giờ đi tẩy trùng hay là đi làm những biện pháp mà gọi là rà người ta, ví dụ phụ nữ Iran có nhiều người ta mặc cái đồ mà áo quần từ trên dưới ta che kín mít mà bây giờ kêu dở áo dở đồ lên mà kêu mà cách ly hay là xịt thuốc thì nó cũng là cái vấn đề khó khăn. Sáng nay ông Tổng thống Hassan Rouhani của Iran nó bảo là chúng tôi sẽ không có chuyện mà kiểm dịch tại những nơi có bị cái dịch bệnh corona này. Đó. Ông không giải thích lý do Nhưng mà các chuyên gia cho rằng là Ở các nước Hồi giáo rất là khó Bởi vì ăn cái lối ăn mặc của họ Rồi tóc thì để dài, râu để dài nữa Mấy cái chỗ là mấy cái chỗ cho con con virus này nó dễ lây lan Với Trung Quốc quý vị biết bây giờ mấy những người mà mà, mà y tá, những người dân viên y tế mà Họ làm việc với bệnh nhân là họ tình nguyện cạo đầu chọc luôn Để sao? Để nó giảm bớt cái con virus nó nằm trong người họ Nó nhăn qua người khác thì đó là tình hình liên quan đến Covid-19 khắp thế giới trình bày cùng cho quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều theo dõi chương trình tin tổng hợp. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình thì sau.